Tập 25. Nếu không có lão quỷ ta, tiểu chủ nhân đã mắc lừa ngươi từ lâu rồi. Người quả là một kẻ đầy tớ trung thành. Thanh Điểu tỷ tỷ, ta phải cho ngươi ngủ một giấc 3 ngày 3 đêm. Hồng Hệ, Tinh Vệ, muội đã đến rồi. Ta cũng đang định đi tìm muội. Ta nói cho muội nghe, thánh linh thạch trong người ta đã được đánh thức rồi. Chúng ta có thể đi tìm thiên đế. Ngày mai chúng ta sẽ đi, muội đồng ý không? Xin lỗi, muội không thể đợi được nữa. Muội phải mang băng cung huyền tiễn của huynh đi. Hãy tha lỗi cho muội. Tinh Vệ, muội làm sao vậy? Muội thấy vui, vui quá. Ta cũng vậy. Khi ta biết chúng ta đã có thể đi tìm thiên đế, ta vui đến nỗi không tả được. Khoa phụ đâu? Vì muốn đánh thức thánh linh thạch trong người ta, khoa phụ bá bá đã tiêu hao rất nhiều linh lực, đã đi nghỉ rồi. Bá bá nói khi nào hồi phục, bá bá sẽ gọi Côn Bằng đưa chúng ta đến Bất Châu Tiên Sơn. Bà bá còn nói chúng ta phải đến Thái Dương Thần Điện trước khi kim ô của thiên đế được luyện thành. Tinh Vệ, muội không thấy vui sao? Hậu Nghệ, nếu có một ngày muội trở thành kẻ thù của huynh, huynh có dùng băng cung huyền tiễn để bắn chết muội không? Muội đang nói gì vậy? Thần giới có rất nhiều chuyện không thể nói rõ ra được, ngay cả thần tiên cũng không thể tính trước được. Tinh Vệ, dù thần giới có xảy ra chuyện gì, ta cũng không bao giờ dùng băng cung huyền tiễn bắn muội. Cảm ơn huynh. Muội, bất luận trước đây thần giới đã xảy ra chuyện gì, cũng không cần biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao, trong lòng muội không bao giờ xem huynh như kẻ thù. Tinh Vệ, bất luận xảy ra chuyện gì, ta cũng không bao giờ coi muội là kẻ thù của ta. Ta sẽ dùng những mũi tên trong tay ta để tiêu diệt kẻ thù chung của hai chúng ta. Hậu Nghệ, muội sẽ ghi nhớ câu nói này của huynh. Chúng ta sẽ không bao giờ là kẻ thù của nhau. Hậu Nghệ, nếu muội có làm sai điều gì, nhất định huynh phải tha thứ cho muội. Nhất định phải là như thế.
Tinh vệ. Hậu Nghệ. Hòa phụ, không biết tại sao tinh vệ lại mang băng cung huyền tiễn của con đi. Tinh vệ là kẻ lừa đảo, cậu đừng có mắc lừa đấy. Côn Bằng, mau ra đây, đuổi theo tinh vệ, đoạt lại băng cung huyền tiễn. Con trai, mau đi đi. Bệ hạ, người đã khỏe lại rồi. Thần sẽ đi tìm Lý Lạc Pháp Sư. To gan. Không được nhắc đến hai từ Pháp Sư. Ta ghét nhất là Pháp Sư. Bệ hạ. Bẩm bệ hạ, Bạch Linh Pháp Sư và đệ tử của ông ta đang ở ngoài thành cầu kiến. Bạch Linh Pháp Sư, hắn dám tìm đến đây. Lại là một tên Pháp Sư. Ta không muốn gặp Pháp Sư. Bạch Linh Pháp Sư tin thở yêu ma, làm hại hữu cùng quốc chúng ta. Hắn đến thật đúng lúc, thần phải đi bắt hắn lại để hỏi tội. Đúng, bắt hắn lại cho ta, giam vào trong cung. Giam vào trong cung. Đúng. Ta muốn đích thân hỏi tội hắn, đích thân thẩm vấn hắn. Tuân lệnh. Vương mẫu, tinh vệ đã đoạt được băng cung huyền tiễn rồi. Tốt quá, Viêm đế được cứu rồi. Thành Điểu, ngươi phải bảo vệ tinh vệ. Vương mẫu. Con thành công rồi, con ngoan. Ta biết là nhất định con sẽ thành công. Hậu Nghệ đuổi đến nơi rồi, hòa phụ cũng vậy. Được rồi, con hãy mau tới Viêm cốc bắn tan lửa độc. Thành Điểu, người đi cùng bảo vệ cho tinh vệ. Ta cùng thủy thần đợi ở đây, canh chừng tiểu yêu ma. Vương mẫu, người nhất định phải cẩn thận. Vương mẫu, xin người đừng làm Hậu Nghệ bị thương. Huynh ấy không phải là tiểu yêu ma. Nhanh quá. Lão quỷ, có chuyện gì vậy? Đây là ấn huyền vũ của thủy thần. Trên ấn huyền vũ đang tạo mây mù. Tiểu chủ nhân, hãy dùng uy lực của thánh linh thạch giết chết thủy thần. Nhưng ta không thấy ông ta, làm sao mà đánh chứ? Hãy nhìn xem. Đám mây đen đằng trước mặt cậu kia, thủy thần đang ở đằng sau đám mây đó. Được.
Thành công, mau bay đi, nhất định phải đuổi kịp kẻ bịt bọc tinh vệ đó. Côn Bằng, nhanh nữa lên. Hòa phụ, dã tâm của người sẽ không bao giờ thực hiện được. Người sai rồi, ta chẳng có dã tâm gì cả. Ta chỉ muốn giúp Hậu Nghệ đánh bại Thiên Đế, đóng lại Thiên Duy Môn. Người đang khống chế Hậu Nghệ, người đã khống chế Hậu Nghệ để giúp người đánh bại tất cả thần tiên. Người và Thiên Đế đều giống nhau, đều muốn trở thành kẻ thống trị duy nhất của tam giới. Ta không muốn khống chế Hậu Nghệ, ta cũng không khống chế được Hậu Nghệ đã trở thành chiến thần. Người có thể khống chế được, Thiên Đế đã từng nói thánh linh thạch trong người Hậu Nghệ đã bị người dùng ma chú yểm. Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể đánh thức linh lực vô địch của thánh linh thạch. Đương nhiên, lúc nào ngươi cũng có thể dùng ma chú để đưa Hậu Nghệ đến chỗ chết. Làm sao ngươi lại tin lời của Thiên Đế chứ? Nếu những lời này do Thiên Đế công khai nói ra thì đương nhiên là ta không tin. Nhưng ta nghe được những lời đó sau khi Thiên Đế đã uống rượu ngọc lộ mà nói trong cơn say. Say ư? Làm sao Thiên Đế lại say chứ? Bởi vì Thiên Đế và ngươi giống nhau, đều là yêu ma, đều là những yêu ma có lòng dạ độc ác. Cho nên khi trưng rượu ngọc lộ, ta đã cố tình cho vào một lượng linh lực đủ để khiến Thiên Đế say. Đứng lại! Thanh Điểu, sao lại là ngươi? Ta muốn vào Viêm Cốc thăm Viêm Đế. Thiên Đế đã có lệnh, cấm bất kỳ một ai trong tam giới bước chân vào Viêm Cốc. Nếu tự ý xông vào, giết không cần hỏi. Vậy sao? Vậy ta muốn xem các ngươi sẽ làm thế nào để ngăn cản ta, làm thế nào để giết ta. Cha, con gái đến cứu cha đây. Lão quỷ, bao giờ chúng ta mới đuổi kịp tinh vệ? Côn Bằng là thần điểu bay nhanh nhất trong tam giới, nhất định nó sẽ đuổi kịp. Lão quỷ, ngươi đừng nói tinh vệ là lừa bịp nữa. Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn nói đỡ cho cô ta? Không phải ta nói đỡ cho muội ấy, ta chỉ cảm thấy chắc chắn tinh vệ không lừa ta. Không lừa cậu, sao cô ta lại cướp băng cung huyền tiễn mang đi? Nhất định là phải có nguyên nhân gì đó. Có phải lừa bịp hay không, đuổi đến nơi sẽ rõ. Côn Bằng, người bay nhanh hơn một chút nữa có được không? Tình vệ, tại sao muội lại cướp đi băng cung huyền tiễn? Lẽ nào muội đang gạt ta? Không, ta tin muội không gạt ta. Ta đã nói, muội sẽ không bao giờ là kẻ thù của ta. Ta phải giữ chân khoa phụ, có như vậy tình vệ mới có thể dập tắt được lửa độc. Ta không thể đấu với phong thần được nữa. Nếu Hậu Nghệ không ngăn được tinh vệ thì phải làm sao? Như vậy tất cả sẽ kết thúc. Khoa phụ, người đừng hòng nghĩ đến việc ngăn cản tinh vệ cứu thần Thái Dương. Người là thần tiên mà lại dùng một mưu kế thâm độc như vậy, còn nói là muốn cứu thần Thái Dương. Ta sẽ không để âm mưu của ngươi được thực hiện đâu. Linh lực hỗn độn hiển linh trên trượng của ta. Trượng là tinh quang, tinh quang là trượng.
Kẻ lừa bịp đó ở đằng kia. Tinh vệ, đừng bắn. Tinh vệ, đừng bắn. Người đúng là kẻ bịp bợm. Ta đã biết mà, kiểu gì ngươi cũng sẽ lừa tiểu chủ nhân của ta. Hậu Nghệ, lão quỷ nói đúng. Muội là một kẻ lừa đảo. Muội đã luôn gạt huynh. Chính vì muội muốn cướp lấy băng cung huyền tiễn nên muội mới làm như vậy. Tất cả đều là vì cha của huynh. Hình Thiên và Thiên Đế đều là hung thủ giết hại cha muội. Muội đã luôn hận huynh, luôn coi huynh là kẻ thù của mình. Không phải, Tinh vệ, cha muội không phải do cha ta giết. Hậu Nghệ, bây giờ thì muội đã biết huynh không phải là tiểu yêu ma. Bởi vì trái tim huynh còn lương thiện hơn cả thần tiên. Hành động của huynh còn chính nghĩa hơn thần tiên. Muội đã không còn hận huynh nữa. Muội cũng không muốn tìm huynh để báo thù nữa. Nhưng muội nhất định phải lấy băng cung huyền tiễn của huynh. Bởi vì chỉ có nó mới có thể cứu được cha muội. Tinh vệ, muội nghe ta nói. Băng cung huyền tiễn không thể dập được lửa độc trong viêm cốc. Muội có làm như vậy cũng không thể cứu được cha muội đâu. Hồng Hệ, muội biết huynh sẽ dùng băng cung huyền tiễn để đi đánh bại Thiên Đế. Nhưng cũng chỉ có băng cung huyền tiễn mới cứu được cha muội. Hồng Hệ, muội cầu xin huynh hãy giao băng cung huyền tiễn cho muội có được không? Muội đã nghe khoa phụ nói, muội cũng đã được nghe những chuyện xảy ra ở thần giới 1000 năm trước. Tại sao muội lại không chịu tin chứ? Băng cung huyền tiễn chỉ có thể tiêu diệt Kim Ô, nó không thể dập được lửa độc trong viêm cốc. Hồng Hệ, huynh không thể tin lời của khoa phụ. Huynh không được tin ông ta, bởi vì ông ta cũng có dã tâm như Thiên Đế. Ông ta muốn trở thành người thống trị của tam giới nên mới đứng lên đối kháng với Thiên Đế. Không phải vậy, ta tin ta không hiểu sai về khoa phụ. Khoa phụ luyện ra băng cung huyền tiễn cũng là vì muốn cứu Thái Dương thần cha muội. Ông ấy đã từng nói với ta, chỉ cần chúng ta đánh bại Thiên Đế thì thần lực của phong ấn trên trấn ma thạch ngoài Thiên Duy Môn tự nhiên sẽ tiêu tan, cha muội sẽ được cứu. Không, khoa phụ là yêu ma, muội không tin ông ta. Nhưng ta tin. Một nghìn năm trước, khoa phụ đã cứu ta từ móng vuốt của Thiên Đế. Nếu không có khoa phụ thì không có ta ngày hôm nay. Không, Vương Mẫu đã nói với muội, chỉ có băng cung huyền tiễn mới cứu được cha muội. Chỉ cần lửa độc được dập tắt thì phong ấn trên trấn ma thạch cũng bị mất đi thần lực, cha muội có thể thoát ra ngoài. Vương Mẫu là người muội tin tưởng nhất. Không có người thì cũng không có muội ngày hôm nay. Vương Mẫu không gạt muội đâu. Hậu Nghệ, huynh hãy tin muội. Huynh hãy buông tay ra, giao băng cung huyền tiễn cho muội để muội cứu cha. Hậu Nghệ, tiểu chủ nhân, đừng tin cô ta. Cô ta chỉ gạt cậu thôi. Tiểu yêu ma, người đừng hòng chạy thoát. Thúc đừng làm hại Hậu Nghệ. Huynh ấy không phải là tiểu yêu ma. Đừng làm hại huynh ấy. Tình vệ, tại sao cháu lại giúp đỡ tên tiểu yêu ma này chứ? Huynh ấy không phải là tiểu yêu ma. Xin hãy tin cháu. Tình vệ, ta tin là muội không gạt ta. Muội phải hiểu là nếu bắn hạ được Kim Ô của Thiên Đế thì cũng chính là đã cứu được cha muội. Hãy tin ta có được không? Hãy đưa băng cung huyền tiễn cho ta. Không, Vương Mẫu không bao giờ gạt muội. Hậu Nghệ, huynh phải tin muội. Chỉ cần cha muội sống lại thì cũng sẽ đánh bại được Kim Ô của Thiên Đế. Muội không thể trả băng cung huyền tiễn cho huynh. Hãy tha lỗi cho muội. Tiểu chủ nhân, đừng nói nhiều nữa. Mau giành lấy băng cung huyền tiễn. Chúng ta phải đến Bất Châu Tiên Sơn trước khi Kim Ô của Thiên Đế xuất hiện. Lão quỷ, ngươi luôn đối đầu ta, hôm nay ta phải hỏi tội ngươi. Lão quỷ,
Hoa phụ, đừng hòng chạy thoát. Lão quỷ. Công chúa, nàng sao vậy? Lý Lạc, người nói xem, Hậu Nghệ huynh liệu có còn nhớ ta không? Ta cũng không biết tại sao ta không thể nào quên được vị thần tiên đó, không thể quên được Hậu Nghệ huynh. Thần tiên không thể sống cùng với con người chúng ta được. Nhưng ta nghe nói, rất lâu về trước, có một vị thần tiên đã kết hôn với một người con gái ở nước chúng ta. Đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết, một truyền thuyết từ rất lâu rồi. Lý Lạc, ta từ chối lời cầu hôn của ngươi, ngươi có giận ta không? Sao ta lại giận nàng được? Trong lòng ta, nàng chính là thần tiên. Ta sẽ vẫn như trước kia, luôn ở bên bảo vệ cho nàng đến hơi thở cuối cùng. Lý Lạc, người thật tốt với ta. Nếu sách nữ mà còn sống. Xin lỗi, ta không cố ý. Sách nữ đã vì ta. Ta có lỗi với sách nữ. Có lỗi với sư phụ. Không, không thể trách ngươi. Tất cả là tại lũ yêu ma đáng chết đó đã làm hại sách nữ. Nhưng ta tin Hậu Nghệ huynh nhất định sẽ báo thù cho sách nữ. Lý Lạc, ngươi sao vậy? Mấy ngày gần đây, trong thành không ít những đôi đồng nam đồng nữ bị mất tích. Không biết là do lũ yêu ma nào đang tác quái. Thêm nữa, mấy ngày này tâm trạng đại vương cũng không được tốt. Không phải là Bạch Đế đấy chứ? Không thể nào. Ở Hữu Hạnh Quốc, chính mắt chúng ta đã nhìn thấy Bạch Đế chết rồi. Làm sao hắn có thể đến Hữu Cùng Quốc chúng ta được? Lẽ nào Bạch Đế lại được hồi sinh? Chắc không phải. Ta tận mắt nhìn thấy thần tiên đã đánh chết Bạch Đế rồi. Lẽ nào lại có những yêu ma khác tìm đến Hữu Cùng Quốc chúng ta? Hữu Cùng Quốc là quốc gia thờ cúng thần tiên. Vậy mà tại sao lại phải chịu nhiều tai họa đến vậy? Lẽ nào đúng như Ngân Linh Tử đã nói, thần giới xảy ra chuyện gì khiến họ quên mất chúng ta? Không thể nào, thần tiên sẽ không bỏ rơi chúng ta. Chỉ không biết đến bao giờ Hậu Nghệ huynh mới đến giúp chúng ta thôi. Lý Lạc Pháp Sư, đại vương cho vời ngài đến có việc gấp. Ta biết rồi. Công chúa, ta đi một lát. Hồng Ngọc, người đi xem phụ vương tìm Lý Lạc có việc gì. Vâng, thưa công chúa. Lý Lạc, thật không ngờ ngươi lại như vậy, chẳng ra làm sao cả. Tâu bệ hạ, không biết Lý Lạc đã làm sai chuyện gì khiến người tức giận như vậy. Lý Lạc, việc đã đến nước này, ngươi còn muốn giấu ta sao? Bệ hạ, ta luôn coi ngươi như con đẻ, thậm chí đến ngai vàng cũng truyền lại cho ngươi. Vậy mà cứ cho là công chúa không chịu lấy ngươi. Nhưng ngươi cũng không nên làm một việc độc ác như thế chứ. Bệ hạ, xin người hãy nói rõ Lý Lạc là người như thế nào. Bệ hạ và công chúa là người hiểu rõ nhất.
Thần quyết không làm điều gì có lỗi với bệ hạ và hữu cùng quốc. Được. Vậy ta hỏi ngươi, mấy ngày gần đây những đồng nam đồng nữ trong nước liên tục mất tích là vì chuyện gì? Bệ hạ, Lý Lạc cũng đang phiền não vì chuyện này, bởi vì trên mu rùa của thần không hiện lên bất cứ một dấu hiệu nào của yêu ma. Vậy sao? Vậy để ta nói cho ngươi nghe, là yêu ma nào đang lộng hành? Người đâu? Đưa tiểu bồng tử vào. Bỏ ta ra. Tại sao lại bắt ta? Tất cả là tại ngươi. Tiểu bồng tử, ngươi có điều gì thì nói ra, bản vương sẽ giải quyết cho ngươi. Nói. Bẩm đại vương, Lý Lạc là người xấu, hắn không phải là người tốt. Những đồng nam đồng nữ bị mất tích đều là bị hắn hại. Ngươi không xứng đáng làm pháp sư của hữu cùng quốc. Tiểu bồng tử, sao ngươi dám ngậm máu phun người, bôi nhọ ta như vậy? Ngươi còn định chối? Ngươi đúng là yêu ma. Ngươi đã tiếp tay cho yêu ma hại người. Cái gì? Tiểu bồng tử, có gì cứ nói, bản vương nhất định sẽ giải quyết cho ngươi. Bẩm đại vương, tối hôm qua tiểu thần đi vào trong rừng, đột nhiên nghe thấy có tiếng người nói. Thấy lạ, tiểu thần liền bước lại gần nghe ngóng. Bạch đế chí tôn, mời dùng. Bạch đế, pháp sư Lý Lạc của hữu cùng quốc dâng lên người một đôi đồng nam đồng nữ, xin mời người dùng. Trời ơi, là ông ta, chính là ông ta. Lúc đó tiểu thần sợ đến mức suýt nữa thì kêu cứu. Tiểu thần đã tận mắt nhìn thấy, người chính là pháp sư. Ai trong hữu cùng quốc này cũng rất quen với tiếng nói của ngươi. Bệ hạ, cứ cho là ta nhìn lầm người, nhưng cũng không thể nghe lầm tiếng. Tiểu bồng tử, ngươi... Tiểu bồng tử, ngươi hãy nói lại một lần nữa, Lý Lạc đã nói những gì? Lý Lạc nói, chỉ cần Bạch Đế giúp hắn giết chết Hậu Nghệ, khiến Tương Giao công chúa hồi tâm chuyển ý, thì ngày này hắn sẽ dâng lên những tế phẩm là đồng nam đồng nữ lên cho Bạch Đế. Dù phải hy sinh cả hữu cùng quốc, hắn cũng không tiếc. Tiểu bồng tử, người nói láo. Bệ hạ, tiểu thần không nói sai. Xin đại vương hãy giúp tiểu thần cứu lấy những đứa trẻ của hữu cùng quốc. Cầu xin đại vương. Bệ hạ, tiểu bồng tử đã nói bừa. Im ngay. Tiểu bồng tử, người hãy nói hết đi. Bệ hạ, tiểu bồng tử đang nói dối. Lý Lạc thân là pháp sư, làm sao lại đi thở tế yêu ma Bạch Đế chứ? Quang Chi, tôi đối công chúa là tín nhược thiên thần, tuyệt không làm ra vi phạm ý của sự tình. Đại vương, tôi không sai hoàng, đây đều là tôi mắt thấy, tai nghe, nếu không phải Bạch Đế nói, mỗi lần ăn một lần phẩm, sẽ phải quan bế tu luyện 3 ngày, tôi chỉ có thể mạo hiểm thoát thân. Bệ hạ, 这分明是有人诬陷于我。 黎洛， 你不要再狡辩了， 正是因为公主爱上了天神后羿， 不肯下嫁于你， 她嫉妒心大发， 做出如此恶毒的事。 陛下， 我的所作所为， 您是最清楚的。 就请陛下派人， 和小鹏子到山洞去看一看， 到底是什么邪魔坑害我黎洛， 坑害我永春关的百姓啊！ 什么邪魔？
幽琼国的灾难都是天神带来的，天神才是邪魔。你这种信奉天神的巫师也是邪魔。陛下，幽琼国是天神的子民，您怎么能这样说天神呢？不许你再提什么天神！来人呐！在。把他给我押下去，明天送去神庙烧死。 让他和他喜欢的天神一起到天上去吧。是，陛下，陛下，你为什么不相信我黎洛呢？哼，我相信你，我相信你就是那个邪魔，把他给我带下去。陛下，陛下，陛下，你不要这样啊！陛下，你相信我，相信我啊！陛下，陛下，你相信我。 后羿，对不起，我又利用了你的善良之心。可是我只能这样做，我不能相信你。虽然我不再认为你是邪魔，但我绝不放弃这个救我父亲的唯一机会。后羿，请你相信我，我会去请求我的父亲，我会让我的父亲也不再把你当作小邪魔。 女儿来救你了，你马上就不用再受苦了，公公。 你受伤了，小邪魔后羿，他好厉害啊！居然能够发挥圣灵石的灵力，我的魂魄差点被他打出来呀！夸母，终于打开了体内的圣灵石，他一定不会放过精卫的。走，水神，我们去岩谷。不，我中了后羿一拳。 我的灵力被圣灵石封住了，我现在动不了。四大天神灵力相通，我来打通你的灵力。不，还是不要浪费你的灵力了，留一些灵力对付夸魔吧。夸魔呢？夸魔，已从我的手中逃脱，我正在追赶他。那你就不用管我了，快，你先去岩谷，千万别让那些邪魔。 伤害了精卫，不，我们一起走。王母，你就不要管我了，你快去吧，我休息一会儿就会好的。水神，我不能把你一个人丢在这里。啊，小骗子，你不要再设冰封玄剑了。 毒火怎么还不熄灭？为什么会这样？为什么毒火不熄灭？我真的错了，为什么会这样？
后羿哥哥，你现在在哪里呀？你还记得苦苦思念你的襄阳吗？后羿哥哥，公主，这后羿哥哥，不好了，不好了，公主，李洛，李洛被大王抓起来了。大王说明日要烧死李洛法师。什么？你在胡说什么呀？是真的，我是亲眼看到大王抓到了李洛法师，我还亲耳听到大王说要烧死李洛法师。李洛究竟犯了什么罪？父王为什么要抓李洛，还要烧死他呢？大王说李洛法师为了祭祀白帝，把城里的童男童女当成祭品献给了白帝。一派胡言，李洛是信奉天神的巫师，怎么会去祭奠白帝呢？再说我亲眼看见天神将白帝打死，那还有什么白帝呀？大王一开始也不相信，可是有一个从白帝那儿逃回来的小孩说，他亲眼看见李洛跪在白帝面前求白帝帮助啊。李洛是不会跪在白帝面前的，他就是有什么难事也不会跪在白帝的面前。那个小孩说，黎洛为了让白帝能达到他的目的，就是牺牲整个有穷国，他也在所不惜。他要达到什么目的？他的目的奴婢不敢说。红玉，这都什么时候了，你还吞吞吐吐的？他说要让白帝帮他杀死后羿，让公主回心转意，让公主你嫁给他。不可能，黎洛不是这样的人。当我受到瘟魔的折磨，生不如死的时候，他也没有放弃对天神的信念，去祭奠白帝。可是那个小孩是这样说的呀。大王听了这句话才开始生气。一定是有人想陷害黎洛。不行，我要去找父王，去救黎洛。哎，公主，等等我，等等我呀，公主。不要再浪费灵力了，后羿已经拥有了战神的力量，若再加上满腹诡计的夸魔，我们四大天神恐怕不是他们的对手啊。我只是担心精卫，不过只要我们四大天神能齐心协力，什么样的邪魔也不怕。我先用我的元灵咒恢复你的灵力再说吧。哎呀，完了完了，小主人啊，精卫把玄剑射出去了。夸父的鲲鹏来救我们啦。không, tiểu bồng tử, đừng sợ. Không, sẽ vui lắm. Hãy để ta ăn thịt ngươi. Đã rất lâu rồi, ta chưa ăn thịt trẻ con. Cứu tôi với, cứu tôi với.
Phòng thần muội đã dùng thần chú nguyên linh gọi ta, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Giấc mơ đẹp thế mà lại không thành. Phong thần muội, hãy đợi ta sẽ đến ngay đây.